anh em để tới điểm rồi mọi người. Rồi. Rồi, qua nó xin mấy giờ cô chú gì để qua làm cái video của anh nha. Đêm nay là đêm thứ hai, qua nó là tại đảo Trường Sa. Thì vẫn là đảo đá đông. Thì đêm nay anh em quên chạy bộ đồng hồ để làm nha. Hôm qua thì anh em quên giao quả bực. Hôm nay thì chạy bộ đồng hồ. Thì hôm qua anh em quên để bộ thu hải sản xét lý rất là cao, đó là cái mặt quỷ. Anh em quên rất là mừng luôn. Mình mong rằng đêm nay sẽ có nhiều hải sản để quà gửi cho mọi người xem nha. Ở đồng hồ này thì thường xuyên sẽ có những các con hải sâm ga, hoặc là những con hải sản khác. Buổi chiều thì anh em sẽ ngồi nghỉ ngơi nào đó, uống nước lè gì đó, hay là ăn uống, ăn bánh. Xong xuôi rồi khoảng 6 giờ rưỡi hoặc là 6 giờ gì đó sẽ xuất phát hải sản. Đây, có một chiếc cano thì đang có sắp tới nè. Cano thì tại đảo Đá Đông thì chuyến đầu tiên thì sẽ có rất là nhiều các tàu ghe xe qua này để làm. À, nước thì quả này thì rất là trong luôn của chú chị. Hiện giờ mới khoảng đâu đó 5 giờ rưỡi thôi. Thì 5 giờ rưỡi thì cũng đã gần tối rồi. Anh em quên chỉ còn vài chục phút nữa thì sẽ xuống sân bay sẽ. Rồi, quên về mắt em sẽ ngồi nghỉ ngơi. Chờ đến tối sẽ xuống sân bay sẽ để quay gửi cho quý vị xem những màn hải sản tại đảo Úc Lường Sa. Rồi, trời đã tối rồi. Anh em cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi hết. À. Giờ em sẽ xuống sân bay sẽ nha. Quên vâng, đem ra sẽ bồi thu. Rồi đi thôi. Quang Ngân chào đón quý cô chú anh chị và quý cô bác bà con để quay trở lại với video của Quang. Đêm nay là đêm lặn biển thứ hai của Quang lặn tại đảo Trường Sa. Hôm nay thì anh em Quang cũng vẫn là tại đảo Đá Đông nha. Tại vì đảo Đá Đông thì Quang về mắt anh em sẽ làm có khoảng là 2-3 đêm mới chuyển đi. Tại vì hôm qua anh em Quang lại bắt được 9 con cái mắt quỷ. Về anh em Quang đêm nay vẫn là như thế. Hôm nay thì anh em Quang chuyển vào trong hồ để làm. Tại vì ở ngoài kia thì anh em Quang đã làm hết rồi. Có lẽ là đêm nay anh em quên sẽ vô trong hồ để làm. Tại vì ở trong hồ thường xuyên sẽ có những con hải sâm gai. Rồi bây giờ thì đi thôi. Anh em quên sẽ bắt hải sản để quay gửi đến cho cô chú chị xem nhé. Một con mực tuột này. Con này nó đang có bò đi đâu. Wow, con này khoảng 3-4kg đó chú anh chị. Giờ thì quên sẽ lấy thành sắt về làm cho nó yếu đi cái đẻ. Chứ mà nó còn sống thì bỏ về vợt thì rất là khó khăn luôn. Nó thường xuyên là bám vào rất là khó chịu. Rồi, nó để yếu đi thật sự rồi nè. Wow, rất là to. Một con rùa biển này. Rùa biển thì hiện nay tại khu vực Lường Sa thì đa số rất là nhiều luôn. Sinh sản rất là mau. Tại vì không ai bắt nữa cho nên chúng sinh sản rất là nhanh luôn. Một con mực nang này. Wow, con này khoảng 5-6kg. Quang đã bắt được nó rồi. Con này rất là to luôn này. Và Quang cũng đã săn trúng các nguyệt của nó. Nó đã yếu đi. Wow, mực nang thì lắng đầu mùa này thì con này con nói khá là to ha. Nó phun túi ra đen hết cái đại dương xuống này. Một con hải sâm ga đầu tiên này. Hải sâm ga thì Quang bán cho thương lái khoảng 80.000 một con. Anh em Quang bắt những con hải sâm ga này thì đủ khoảng 40-50 con thì anh em Quang sẽ đem lên tàu để luộc. Chứ mà không để sống như thế này đâu. Anh em Quang sẽ luộc về bỏ vào muối để đem về cho thương lái bán.
Chỗ này thì quan đã phát hiện một con cá và quan cũng đã săn được nó rồi. Đây là một con cá mốc trắng. Là cái mối này thì nó rất là mau và rất là lanh. Những con này thì anh em quan không còn canh đâu, gặp là săn thôi. Tại vì những con này nó rất là nhạy, thường xuyên phải ánh đèn qua thì nó nghe cái tiếng hơi thở nó đã chạy đi rồi. Chỗ này thì quan đã săn được một con cá này. Giờ thì quan sẽ lấy thử xem con cá gì nha. Đây là một con cá kiển. Loại cá kiển này thì ăn rất là ngon luôn. Gold đã phát hiện thêm một con mực nang nữa này. Wow, con này cũng khá là to, khoảng 3-4 kg. Giờ thì Gold sẽ săn nó. Rồi, đã được rồi. Mực nang thì nó có cái điểm yếu, chỉ cần ấn vào đó thôi nó đã yếu đi thật sự. Chứ mà còn sống thì nó sẽ phun túi dây thì rất là khó chịu luôn. Giờ thì Gold sẽ làm cho nó yếu cái cá đẻ nha. Rồi, hình như thì nó đã yếu đi rồi. Wow, túi thì đen hết cái đại dương luôn. Quên hoài không thấy gì hết luôn. Đây đây, nó này, nó yếu đi thì nó sẽ biến thành mực lắng nha cô chú anh chị. Wow, một con mực nang siêu to khổng lồ. Đây là một con hải sâm xi măng. Là hải sâm này thì quên bán cũng có khoảng 45-50 nghìn một con. Là xi măng này thì luộc thì khá là lâu nó mới teo lại. Giờ thì xi măng này thì quên sẽ vào vô trong cá vợt luôn. Tại vì bỏ vào vợt thì 2-3 con thì nó sẽ đầy luôn. Anh em quên phải bỏ về toi. Thêm một con xi măng nữa nè. Wow, con này con nấy là như là con heo vậy, bự chạy bé lửa luôn. Quan cầm thì không hết tay. Những con này thì ăn như nó cũng rất là ngon luôn quý anh chị. Thêm một con hải sâm ga nữa nè. Hải sâm ga thì tại đảo Đá Đông thì anh em quan lón trăng Tết thì bắt cũng khá là nhiều và bội thu. Và hôm nay thì anh em quan cũng như thế. Quan mong rằng sẽ gặp nhiều hải sản ha. Đây là một con cái nọt gai này. Cái nọt gai thì thương lái gọi dê là khoảng 2 kg đi lên. Anh em quên sẽ bắt sống. Con này chắc cũng khoảng 2 kg đây. Giờ thì quên sẽ lấy cái vật để vào nó vô. Nói chung cái đất gai thì bắt rất là dễ dàng luôn. Đó, chỉ còn lừa nó vào đó là được thôi. Lại phát hiện thêm một con hải sâm gai nữa nè. Hải sâm gai tại Trường Sa thì rất to và dày, cho nên thương lái mua giá trị cũng rất là cao. Chỗ này thì qua đã săn được một con cá này. Đây là một con cá đầu nách. Wow, con này cũng khoảng 4-5 kg đấy. Loại cá này thì nếu mà về ăn nấu lẩu thì khỏi nói rồi, rất là ngon luôn. Loại cá này thì thường xuyên rất là cóc và ngon. Giờ thì qua sẽ làm cho nó yếu đi cá đè. Wow, con này khá là to này. Rồi, nó đã yếu đi thật sự rồi. Chỗ này thì anh em quên để săn được một con gì rất là khủng. Đây là một con cái đuối cóc. Wow, con này khoảng 4-50 kg. Ồ, nó bự ghê chưa nè. Anh em quên để săn được rồi. Về để kéo vô trong. Để giường của quan sĩ thả ra đá này xuống để lùa nó lên nha. Chứ mà lùa lên thì không có được. Wow, nó to ghê chưa. Con này to thiệt luôn đó các chú chị. Giờ thì anh em quan sĩ nhá đèn giường về kéo nó lên. Chỗ này thì anh em để phát hiện một con gì đó phải rất là giác liền. Phải để nhá đèn quên lại nè. Hình như thì anh em quên gặp những con giác liền mới nhá đèn lại nha. Đó là một con ghép mắt quỷ nè mọi người. Ô, nó nguyệt lan giỏi ghê chưa. Đây anh em quên để gặp nó rồi nè. Con này cũng khoảng 1 kg hơn. Là cái mắt quỷ thì anh em quên rất là mừng luôn khi gặp nó. Bắt được một con là anh em quan cũng kiếm được hơn các liệu rồi.
Giờ thì anh em sẽ bắt nó bằng cách là ở dưới cái cánh á. Đó là anh em của anh sẽ bắt nó. Cái điểm yếu của nó là cái cánh nha quý chú chị. Chỉ còn cầm cái cánh là nó không có bị đâm. Đây là một con cái mó vằn này. Là cái mó này thì tạ trường xe thì đủ kích thước anh em quan săn rồi. Tại vì nó rất là to. Trường xe thì đa số toàn là cái mó nha quý chú chị. Wow, con này của anh đã săn trúng cái điểm yếu của nó rồi. Nói chung thì màu sắc rất là rực rỡ luôn. Chỗ này qua để cho săn được một con cá. Giờ thì qua sẽ lôi lên thử xem con cá gì nha. Đây là một con cá mú đen. Mú này thì ăn rất là thơm luôn. Chỗ này thì qua đẹp phát hiện một con cái mú rồi, để được rồi. Wow, con cái mú này qua để săn sỏi rồi. Qua phải cố gắng để bắt được nó. Rồi, qua để săn được rồi. Là cái mú này thì có tên gọi là cái mú vằn ngựa. Cái mú này thì nó rất là mạnh nha. Là cái mú này thì thương lái thì không có mua, cho nên anh em qua không có bắt, chỉ săn thôi. Wow, nó rất là đỏ luôn này. Một con ốc khoe này. Wow, trường xe thì ốc khoe cái này con nấy thì rất là to. Mua cái ruột thì ngon ghê chưa. Đây là một con cái nắc gai này. Con này thì có lẽ là chắc đủ kích thước rồi. Anh em quên bắt sống, cho nên anh em quên sẽ lấy cái vợt xuống để lừa nó vào. Đấy, cái nắc gai thì bắt rất là dễ dàng luôn. Rồi, để được rồi. Thêm một con cái nắc gai nữa. Con này thì chắc có lẽ không đủ kích thước của bắt sống rồi. Cho nên con sẽ săn và đem lên tàu để lột dê nó, dê về phơi nha. Dê của nó lột thì lên đến 500.000 một ký. Còn bong bóng thì đến 5 triệu một ký. Anh em quên phải còn số lượng đông mới nhiều được. Chứ mà một hai con thì không mấy bao nhiêu đâu. Đi một tháng thì chỉ có khoảng 20-30 ký dê thôi. Còn bong bóng thì khoảng 1 ký hơn. Chỗ này thì quan đã phát hiện một con cá này. Để săn được rồi. Đây là một con cái mú cơ. Mú này thì cũng có một cái tên, đó là cái mú yến. Là cái này thì anh em quan sẽ săn luôn. Cái này thì cái nẹt của nó thì cũng rất là mềm và ngon. Wow, một cụ rùa biển này. Con này thì rất là to. Rùa biển thì hiện nay thì sinh sản rất là mau luôn của chú chị. Đi một đêm thì quan gặp có khoảng vài chục con đó. Rất là nhiều. Hải sản tại trường xe thì rất là phong phú. Rồi, thôi quan không làm phiền nó nữa. Để quan sẽ đi xả hải sản. Chỗ này thì quan để phát hiện một cái con gì đó. Một con ốc đục con. A con luôn này của chú chị. Wow, quan đã trúng mánh rồi. Quan đã gặp có một con thôi, nhưng mà để phát hiện hai con. Đây, để quan sẽ lấy một con nữa nha. Quan ở xe thì quan để phát hiện một con à. Ai biết là ở trong hang đá thì quan để phát hiện hai con ốc đu con luôn này. Để ghê chưa. Nói chung thì lần đầu tiên quan gặp hai con nó nằm đống như thế này. Wow, quan không ngờ luôn. Không ngờ mà một con thì để đi tới để gặp hai con này. Wow, hai con này cũng khoảng 3 kg đó chú anh chị. Là ốc đuôi con thì rất rét lị, lên đến 400-500.000 một ký. Wow, hai con ốc đuôi con này thì qua đã kiếm hơn 1 triệu bạc rồi. Qua rất là mừng luôn.
chỗ này thì cô anh đã săn được một con cá. Đây, để cô sẽ lôi lên để gửi đến cho cô chú chị xem đây. Đây là một con cá kiển. Wow, con cá kiển này rất là to và bự luôn này. Con này thì có lẽ anh em của anh sẽ đem lên ăn luôn. Đó, ăn rất là béo luôn nha. Một con cá mó. Đó là một con cá mó thầu lậu nhất. Là thầu lậu thì như này là to rồi, nó không có lớn nữa đâu. Wow, được xe thì cá con này cũng nói rất là to ha. Đây, giờ thì qua để săn được nó rồi. Một con cá trình. Anh em đã bắt được rồi. Wow, con cá trình này khá là to này. Con này khoảng 4-5 kg. Là cá trình thì anh em qua sẽ bắt sống nha. Wow, một con cá rắc ga siêu to khổng lồ này mọi người. Con này thì gu anh độ đâu đó khoảng 2-3 kg. Wow, khá là to luôn này. Giờ thì gu anh sẽ lấy cái vợt để bỏ nó vào. Cái con này thì nó đang có tự phình lên. Nếu mà phình lên thì bỏ vào vợt không có được đâu. May mà gu anh đã bỏ vào kịp rồi. Rất là to luôn này. Lại thêm một cụ rùa nữa nè. Con này hình như nó đang có đi chơi. Có nhiều con rùa biển thì vào ban đêm nó sẽ ngủ. Còn có nhiều con thì nó sẽ lội thế này nha. Cái con này chắc có lẽ là nó để sợ anh em quên, cho nên nó để đi rồi. Chỗ này thì quên để phát hiện thêm một con gì đó. Lại thêm một con cái nắc gai nữa nè. Có lẽ là đêm nay anh em quên cũng kiếm bội thu cái nắc gai chứ. Nãy giờ thì anh em quên bắt cũng khá là nhiều rồi. Giờ thì qua sẽ lấy cái vợt để bỏ vào tiếp này. Chỗ này thì quan đã phát hiện một con cá và quan cũng đã săn được nó rồi. Đây là một con cá mú quẹ. Mú này thì ăn cực kỳ là ngon và béo nha. Wow, ở trong cái hang đá này thì quan đã phát hiện một con cá rất là to này. Để quan sẽ cố gắng để chui vào trong để săn nó. Đó, một cái lỗ thì rất là nhỏ cho nên quan phải cố gắng để chui vào trong để săn nó này. Đây là một con cá hồng chữ nha. Để quan sẽ cố gắng để bắt được nó mới được. Hình như thì con này nó không có chịu chui ra ngoài. Nó ở trong đó thì quan không có cách nào mà săn được. Để chờ nó lui lui ra ngoài, anh em quan sẽ săn nó. Hình như là chỗ này nó đang có chịu chui ra chỗ này. Rồi, quan đã săn được rồi. Wow, nó rất là to luôn. Để quan sẽ lôi ra nha. Một con cá hồng chữ siêu to khổng lồ luôn này. Con này khoảng 3-4 kg đó chú anh chị. Đây, cuối cùng thì quan cũng đã lôi ra được rồi. Wow, rất to. Con này thì quan sẽ làm cho nó yếu đi cái này. Chứ mà nó còn sống thì có thể nó sẽ chạy đi. Quan phải cố gắng bảo đảm an toàn. Bắt được một con hải sản thì anh em quan phải cố gắng làm cho nó yếu đi nha. Rồi, để được rồi. Chỗ này thì Quan cũng để tiếp tục phát hiện một con cá và Quan cũng để săn được rồi. Đó là một con cá kiển nữa. Quên lại phát hiện thêm một con cái nắc gai nữa nè. Đây, tính ra đêm nay anh em quên bỏ thu cái nắc gai chứ. Rồi, giờ anh em sẽ lấy cái vợt để bỏ vào. Đấy, nói chung thì dễ dàng lắm của chú anh chị.
cứ lừa nó về được thôi. Chỗ này thì anh em quên để đi ra ngoài, cho nên để các lố này. Nói chung thì các lố này thì hiếm khi mày gặp hải sản lắm. Khi nào mày gặp những các loại dạng san hô đẹp á thì sẽ có những con hải sản. Chỗ này quên đẹp hết kìa, một con cá. Rồi, quên đã săn được rồi. Đó là một con cá máu vàng. Wow, là cái này thì màu sắc rất là rực rỡ luôn này. Rồi, có lẽ là cũng đã đến giờ anh em quên lên cano rồi. Giờ thì anh em quên sẽ lên cano bằng cái giày đá này. Giày đá này thì giúp anh em quên lên không bị nhức chân. Nước thì lực nước nó ép rất là nặng, cho nên anh em quên phải còn cái giày đá này để lên cano. Rồi bây giờ thì quên sẽ lên cano và quên sẽ qua thành quả để gửi đến cho cô chú chị xem nhé. Em quên lên cano nha. Đây, hiện tại thì anh em đã làm được cái đêm rồi. Sáng thì đêm nay anh em cũng kiếm là cái nắp gai ha, bội thu cái nắp gai. Con này thì nó phình lên to, cho nên lấy gì không có được. Nó to, nó phình lên to lắm mọi người. Con này khoảng 3-4 kg đó. Rồi. Rồi. Cuối cùng thì cũng này lấy về được rồi này. Sau khi một tí nữa nó sẽ mềm xuống. Cái đặc sản anh em này. Nói chung thì cái thì tà đéo này thì cũng không có nhiều lắm. Đây là một con cá đuối cọt này mọi người. Wow, con này cũng khoảng 40-50 kg đó cô chú anh chị. Và cái này thì cũng tầm to lắm, nặng. Đã. Còn bên này là cái mặt quỷ này, được 2 con. Bên này là 200 gai nè mọi người. Nói chung thì hải sản rừng xe thì đa số là gì cũng có ha. Bên này là ốc đuôi cong về những ốc bè này. Bây giờ thì anh em sẽ vào cái vô ha. Đây một con cái hồng chuối. Giờ anh em sẽ vào vô và chạy về tàu để nghỉ ngơi. Nói chung thì cứ từng tăng anh em sẽ vào vô các vợt nha, để đem về tàu để đổ về về lựa các loại cá chung vào và bỏ xuống muối đế.